Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày hiến chương các nhà giáo. Ở từ phương trời xa xôi ở nước Đức này thì mình gửi lời tri ân cho tất cả những thầy cô giáo ở Việt Nam. Mình đã được học, mình đã được từ khi mình sinh ra mình đến trường, các thầy cô giáo luôn luôn là người giúp đỡ mình trên cái con đường học tập và đã cho mình rất là nhiều kiến thức. Cảm ơn tất cả những thầy cô giáo trên toàn đất nước Việt Nam đã giúp cho các bạn, các em học sinh có được những cái kiến thức mới, và với cái trái tim và với cái tấm lòng yêu thương của mình đã đi đến tận cùng những nơi xa xôi hẻo lánh, hay những cái nơi mà rất là khó khăn vất vả mà vẫn đi đến đấy để dạy. Thì đấy là một cái tấm gương tuyệt vời và mình rất là cảm động. Và tất cả những cái thầy cô giáo hữu hình vô hình trong cuộc đời đến với mình đã giúp cho mình trưởng thành được như ngày hôm nay. Tại sao mình lại làm cái video này ngày hôm nay? Bởi vì có một cái thông điệp đến với mình rất là nhanh sáng nay, mà mình nói rằng là mình phải chia sẻ ngay. Bởi vì để khi mà viết ra được một cuốn sách hoặc là để in ra một cuốn sách để chia sẻ đến các bạn thì cái thời gian đấy rất là lâu, cho nên là mình tranh thủ mình nói trước khi khách của mình đến. Đó là cái phương pháp để hóa giải, để chuyển nghiệp cho những cái bạn mà phá nạo thai, thai bị chết ở trong trong tử cung, trong dạ con khi còn rất là nhỏ, và hoặc là những đứa trẻ mấy tháng tuổi mà đã không sống được với mẹ, với cha mà đã đi sớm. Thế thì khi đến trị liệu với mình thì rất nhiều các bạn đau khổ, tuyệt vọng và buồn, bởi vì là rất nhiều những cái cảm xúc này nó đi theo mình gần như là suốt cuộc đời. Nếu mà mình không hóa giải, mình không sửa chữa, không mình không chuyển cái cảm xúc này đi thì là cái nó mang theo mình và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của mình. Vậy cho nên là khi mà nhận ra được cái điều đấy, nhất là cái người mẹ thì là cảm nhận rất là nhanh, cảm nhận theo cái trực quan của mình mà không cần phải không phải tìm ra bên ngoài, mà quay về bên trong chính mình để xem mình đang có những cái bất an như thế nào, những cái lỗi lầm gì, mình cảm thấy lỗi như thế nào. Mà khi mình có cảm giác là có lỗi ở bên trong ấy thì sẽ làm cho cái tầng rung động của mình, cái tần số năng lượng rung động của mình sẽ tụt xuống rất là nhiều. Thế cho nên là có những cái hiện tượng đấy xảy ra, mình đã bị rơi vào cái trường hợp đấy thì sẽ tìm cách như thế nào để hóa giải những cái cảm xúc đau buồn, sợ hãi, cảm thấy tội lỗi như vậy ở bên trong. Biết rằng là mình đã làm một cái việc như vậy không nên thì mình sẽ sám hối như thế nào? Thì bằng cái phương pháp Inner Voice, trí tuệ nội tâm và cái phương pháp lượng tử hai điểm thì đã giúp cho các bạn, rất nhiều các bạn hóa giải được cái nỗi đau này ở trong lòng. Và không chỉ cho các bạn ở gần mà tất cả những cái bạn ở xa, bằng năng lượng từ xa cũng hóa giải được những cái nỗi niềm đau khổ cho các bạn ở từ xa. Vậy thì cái tâm linh thời hiện đại là như thế nào? Tâm linh thời hiện đại nó sẽ hóa giải cho các bạn những cái điều mê tín dị đoan, những cái sợ hãi ở trong lòng, và giúp các bạn xóa bỏ những cái cảm xúc đấy để thay đổi trong cuộc sống. Mình làm như thế nào, mình chuyển hóa những cảm xúc đi, mình làm những cái việc tốt đẹp hơn, mình học được những cái bài học đấy để thay đổi trong cuộc sống của mình. Có nhiều bạn có thể là nạo thai đến 5-7 lần, và mình có một cái trường hợp ở Việt Nam là hơn 20 lần nạo thai, thì mình thấy là quá là buồn thương cho những cái hoàn cảnh đấy. Và sau này người mẹ này cứ như là tâm thần ngất ngưởng, đi chỗ nọ đi chỗ kia, đi lang thang ở dọc đường, và người thân phải gọi điện đến cho mình là giúp đỡ, làm cách nào để giúp đỡ cho người ta. Đấy, thì bây giờ
để vào cái vấn đề chính thức hoặc là để cho tư vấn thì là có thể tham gia những cái khóa học của mình. Và bây giờ trước tiên là mình muốn chia sẻ với các bạn cách dùng ngay cho các bạn, mà chính các bạn là những người mẹ thì các bạn thấu hiểu được cái điều ấy hơn ai hết. Không phải là những người cha, những cái người cũng vì không có những cái người cha đấy thì là không thể hình thành cái đứa trẻ trong mình được. Vậy cho nên là những cái người cha cũng có ảnh hưởng trong đấy, chứ không phải là chỉ là những người mẹ thôi. Thế nhưng mà cái video này mình muốn nói riêng đến cho những người mẹ. Thì mình hãy nghĩ, mình hãy tưởng tượng rằng cái đứa trẻ mình mang thai mình đã bị mất nó như vậy. Ở cái điểm thứ nhất, hãy nghĩ đến cái đứa con của mình mà mình đã phá, đã nạo, đã xa rời, mình không còn ở đây nữa. Và cái điểm thứ hai thì mình sẽ lấy cái năng lượng ở vũ trụ xung quanh mình, mình cảm nhận bằng cái đôi tay, bàn tay phải của mình. Và khi đưa cái năng lượng của ánh sáng màu vàng, ánh sáng của mặt trời và cái tình yêu thương đại từ đại bi, hãy đưa vào cái điểm thứ nhất và hãy nói trong lòng rằng cảm ơn con đã đến cuộc đời mẹ. Xin lỗi là mẹ đã làm những điều chưa đúng chưa phải với con. Hãy tha thứ cho mẹ. Tha thứ cho mẹ. Và mẹ rất yêu con. Và khi làm như vậy, trong người mình có thể rung lên, có thể bật khóc, có thể là những cái rung động thư giãn làm cho mình lắc lư như vậy. Lắc lư, rung rinh thì mình cứ để cho cơ thể của mình thật thư giãn cho đến khi nào mình cảm thấy trong lòng thật là bình an. Thì mình đưa hai bàn tay ở trước ngực, ở cái luân xa của trái tim, và cứ nói nhẹ nhàng thank you, sorry, I love you, please forget me. Và đấy là cách cách tốt nhất trước khi mà để xóa những cái cảm xúc này đi của các bạn, cảm xúc tội lỗi và đau khổ. Và mong rằng với những cái bài học này mình sẽ có thể chia sẻ cho nhiều người khác nữa, để người ta không tránh, người ta không rơi vào cái hiện tượng này. Và nguyện hồi hướng cho con bằng những cái việc làm tốt nhất ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này, bắt đầu từ bây giờ trở đi. Làm những việc tốt, nói những việc tốt, suy nghĩ những điều tốt, và để làm lành tránh dữ. Vậy thì lòng, tấm lòng của mình, trong cái lòng của mình nó sẽ bình yên, nó sẽ thanh thản, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy là cái phương pháp của Ho'oponopono hay là quan thiền hai lung hay inner vai, cũng tương tự như vậy. Thì các bạn có thể làm cách này và có thể chia sẻ cái video này cho nhiều bạn khác cùng xem. Và đấy là cái thông điệp của mình ngày hôm nay gửi đến các bạn, cũng là nhân ngày 20 tháng 11. Cảm ơn là mình đã học được những cái phương pháp chữa lành của các bạn. Và ở Đức này bây giờ là có rất nhiều những cái phương pháp chữa lành thời hiện đại. Và khi mà mình kết nối những cái phương pháp ở đây và những cái phương pháp ở Việt Nam thì sẽ có những cái kết quả rất là tốt đối với những người mà đến trị liệu. Cảm ơn các bạn đã xem video này và chia sẻ và sẽ đến dự những cái khóa học của mình để học thêm, để chữa lành cho bản thân mình và chữa lành cho những người xung quanh. Chúc các bạn một ngày thật là tuyệt vời.